Thưa các bạn thì mọi người cứ hỏi là mình sắp lấy vợ thật không? Thì đây, mình đang mặc đồ chuẩn bị sang hỏi nhà gái đây, chứng nhận của mình. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp về việc mình đã lấy ai và lấy như thế nào nhá. Linh, chuẩn bị sẵn sàng đi em. Mày ra lấy xe cho tao ấy. Tiết lộ sự thật về cái chiếc nhẫn mà mình đang đeo. Tại sao mình lại đeo nhẫn bằng tay trái? Thứ nhất là mình là người thuận tay phải thì có một số cái mình làm thì bằng tay phải. Nếu mà các bạn nghĩ vào mùa đông mà chẳng may cái nhẫn này nó bằng kim loại nó lạnh quá thì tụt hết cả cảm xúc. Đấm cái vỡ mồm. Các bạn hiểu ý mình không? Ngân đủ xem cứ cười nhở. Các bạn ra đây xem thì con Ngân nó nghe thì nó cứ cười. Ngân đã xem rồi. Đấy, ok, quay phía này. Như vậy Ngân là đang tưởng tượng hiểu là mình đang nói chuyện gì đúng không? Các bạn nghĩ xem tự nhiên tay phải đang hứng rồi không? Tự nhiên, ủa lại lỡ. Còn hai mươi đấy chứ. Vậy nên mình phải đeo bằng tay trái là vì lý do như thế. Nhưng mà tại sao mà là ngón này? Bởi vì ngón cái thì không vừa. Ngón này đeo vào thì khi mà các bạn cầm điện thoại ấy, là cái chỗ này này, nó sẽ bị đụng vào cái điện thoại ta rất là khó chịu. Ngón giữa thì không thể, không lẽ là bảo ê mọi người xem nhẫn của mình không? Nhẫn đẹp vào lờ. Thì lúc đấy kiểu gì sẽ bị ăn đòn. Ngón út thì không bao giờ là chẳng ai đeo một cái ngón út này, cái nhẫn kiểu này. Nhẫn mà đeo ngón út ấy là một loại nhẫn riêng các bạn nhá. Vì vậy nên chỉ còn lựa chọn duy nhất là ở đây. Sao đeo ngón chân đấy? Đánh luôn anh ạ. Hồi chính thức bị khai trừ và vào studio nhé. Đây. Đây là cái nhẫn của mình các bạn ơi, gần đây mình sẽ nói qua một chút về chiếc nhẫn này. Cái nhẫn của mình thì có sự đặc biệt, đó là nó có khả năng phát sáng ở trong bóng đêm. Và nhẫn này của mình nó có thể biết được người xấu, người tốt. Để sử dụng nó mình chỉ cần đưa lên này, mình nhắm một bên mắt này là mình nhìn qua. Đấy. Người tốt, good guy bro. Ờ đúng, mình nhìn được chút tương lai, ví dụ như Khôi sẽ bị trừ lương 500.000 là tháng này này. Mình nhìn trước tương lai mà. Rồi, mình nhìn Vân này. Vân sẽ không tốt nghiệp được đúng lịch vào năm sau này. Bị nợ mất hai môn. Sao anh biết? Thế chuẩn không? Rồi, đây thằng Thế Anh nhá. Thì sẽ bị ung thư da đầu. Và mình xin dự đoán đó là thằng Thế Anh vừa giết hai con cá. Mày mang ra đây cho mọi người xem đi, để cho các bạn xem nhẫn của mình rất là đặc biệt như vậy. Các bạn có biết gương chiếu hôm ngày xưa ở Tô Mộ không? Cái nhẫn nó hoàn toàn tương tự. Mày thả có hai con cá xuống đi. Các bạn nhìn đi, có khổ nạn không? May mà không phải ngày ông công ông táo đấy. Tội nghiệp hai ông. Mà tại sao chuyện tình tay ba lại trở thành nổi tiếng như thế nhở? Tại sao được cụ? À thôi, còn lại vấn đề chiếc nhẫn này thì mọi người thấy có khắc cái dòng chữ ở đây. Đây là một câu bùa chú, nếu mà các bạn mà mua một cặp nhẫn này mà đeo vào thì theo truyền thuyết là hai người sẽ ở bên nhau trọn đời. Nhưng mà với điều kiện phải nhắm mắt khi lái xe và lao tốc độ là 90 km/h. Rồi thôi thì đây là cái nhẫn ở trong cái phim The Ring, One Ring to Rule Them All, tức nghĩa là một chiếc nhẫn là người ta sẽ trị vì tất cả mọi thứ. Cái nhẫn này khi đeo vào thì cái đầu tiên là các bạn sẽ tăng hình. Không tin mình làm thử các bạn xem nhá. Các bạn nhìn mình đeo vào. Đấy các bạn thấy chưa? Như vậy là mình đã viễn mất rồi. Các bạn không nhìn thấy đúng không? Thực ra là mình vẫn đang ngồi đây này, mình giơ tay này các bạn nhìn không? À quên mất, để mình tháo nhẫn ra cho các bạn xem. Ôi trời ơi, đây. Rồi các bạn thấy không? Như vậy là chiếc nhẫn này có khả năng tàng hình giống y hệt như là trong phim. Nhưng mà khi mà mình trigger cái đấy thì nó mới hoạt được. Và nó có khả năng phát sáng bởi vì nó được phủ một cái lớp để mình đọc trên mạng nha. Lớp này là lớp phủ dạ quang, nó là Lumigel. Nguyên lý hoạt động nó sẽ hấp thu ánh sáng và phát lại trong môi trường bóng tối. Cái này nó sẽ hấp thu như là đèn flash này, đèn bàn, đèn pin và hiệu quả nhất là tia UV có trong ánh nắng mặt trời. Nguồn sáng càng mạnh thì càng tập trung và phơi sáng càng hiệu quả này. Nó sẽ phát sáng phụ thuộc vào thời gian ban đầu, ví dụ như là phơi 10 giây sẽ phát sáng trong vòng 30 giây. Theo lý thuyết tối đa là 2 đến 4 tiếng, sáng nhất trong khoảng là 1 tiếng đầu. Đó. Và cái nhẫn này thì làm từ nguyên vật liệu gì thì mình quên bố rồi. Đấy các bạn nhìn chữ khắc này. Khá là đẹp và cực kỳ là hay. Vậy thì nếu mà bẩn ảnh hưởng như nào, các bạn hoàn toàn có thể rửa, lau chùi, lau sạch các thứ được để có thể làm sạch lại từ đầu. Và thực sự khá là khó quay được bởi vì trong bóng tối nó phát sáng, nó không phải quá sáng đâu, hơi lờ mờ một chút. Ở cái tiếng đầu tiên là các bạn đang nắng nhiều, nhưng đây là Hà Nội mùa đông, nên là mình phải dùng đèn flash chiếu vào.
thì nó có thể sáng rõ lúc đầu nhưng càng về sau bắt đầu nó lờ mờ hơn. Nhưng mà mình mua cái này có hay, nếu mà mình kiểu chơi ngón như này này, mình mà đâm vào cái mà mất đấy, mình có thể banh ra nhìn thấy được sao. Mình kêu đó. Oh my god. Wow. Sao không dùng nam châm? Mình hy vọng các bạn hiểu mình nói về cái chuyện đó chính là mình làm rơi nhẫn đấy các bạn, chứ không phải. Ok, các video này mình đã giải thích về việc mình đã đeo cái nhẫn này là như thế nào, tại sao lại có nó và nguồn gốc ra sao. Đặc biệt mình chỉ thích mình muốn là mình thích những cái đồ vui vui này. Và các bạn có thích đôi dép cá vào rồi không? Hãy comment ý kiến ở bên dưới. Hẹn lại các bạn các video sau. Đeo nhẫn này sẽ bị biến chất mọi người.